Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Ten Hag bất ngờ bị Man United sa thải. Bất ngờ thương vụ Mbappe đến Man United. Mason Mount tiếp tục báo tin xấu cho Man United. Ba câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út muốn có Casemiro. Huấn luyện viên Ten Hag bất ngờ bị Man United sa thải. Ông thầy người Hà Lan Erik Ten Hag cho biết Man United đang chơi kém hiệu quả do quy mô chấn thương mà Quỷ Đỏ phải đối mặt trong mùa giải này và không quan tâm đến khả năng bị sa thải. Nhà cầm quân của Man United khẳng định ông không bận tâm về sự im lặng của chủ mới Ineos đối với chiếc ghế của mình sau những tin đồn lan truyền về ông phải ra đi sau mùa giải này và các huấn luyện viên thay thế tiềm năng. Erik Ten Hag khẳng định ông không lo ngại gì về tương lai ở Manchester United vì những người quyết định số phận của ông đều có lý trí. Trước mắt, thầy trò Ten Hag vẫn còn 3 trận đấu cuối ở Premier League, đặc biệt là màn trình diễn trên sân nhà trước Arsenal bị giám sát chặt chẽ vào đêm 12 tháng 5. Man United đang trên đường trải qua một mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League khi đội bóng của huấn luyện viên Erik Ten Hag không may gặp chấn thương và hiện ở vị trí thứ 8 cùng một phong độ tệ hại trước khi mùa giải kết thúc. Cơ hội chuộc lỗi cuối cùng của Ten Hag có thể là đánh bại Man City để giành FA Cup vào ngày 25 tháng 5. Dù điều này không chắc giúp ông giữ ghế, nhưng người đồng hương Hà Lan Louis van Gaal bị sa thải ở Old Trafford năm 2016, ngay sau khi nâng cúp FA. Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về việc phải chịu số phận tương tự hay không, Ten Hag nói: "Không, tôi nghĩ họ, tức là chủ sở hữu, có lý trí." Ten Hag đồng thời chỉ ra một thực tế là Man United đã xáo trộn 32 nhân sự cho các vị trí phòng ngự khác nhau và sử dụng 13 cặp trung vệ khác nhau, trong khi họ trải qua phần lớn mùa giải mà không có một hậu vệ trái đúng nghĩa nào do cuộc khủng hoảng chấn thương. Ten Hag nói thêm, họ biết sự khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ đã tác động tiêu cực đến kết quả, nhưng dù sao, chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Trận chung kết FA Cup rất quan trọng. Man United rất vui khi vào đến trận cuối cùng, đó có thể là một điểm nhấn cho mùa giải này. Dĩ nhiên, chúng tôi biết lý do mình thi đấu kém là do chấn thương. Sẽ không có đội nào thi đấu tốt khi có quá nhiều chấn thương ở những khu vực quan trọng trên sân. Ten Hag kiên quyết rằng ông vẫn sẽ nắm quyền trong mùa giải tới và không bận tâm về tương lai của mình. Khi được hỏi liệu ông có muốn các chủ sở hữu tiếp tục giữ lại Old Trafford hay không, Ten Hag nói: "Câu hỏi này bạn phải hỏi các chủ sở hữu chứ không phải với tôi. Công việc của tôi là nói chuyện về đội bóng. Đó là lý do tôi không thể đưa ra câu trả lời của những ông chủ. Tôi không quan tâm họ quyết định thế nào. Việc của tôi là đang nỗ lực cải thiện và phát triển đội ngũ của mình." Cựu đội trưởng MU Gary Neville thông cảm với huấn luyện viên người Hà Lan và chia sẻ việc huấn luyện viên Erik Ten Hag xứng đáng có thêm một năm cầm quân nữa để chứng tỏ bản thân với chủ sở hữu mới. Bất ngờ thương vụ Mbappe đến Man United. Theo nhận định của giới chuyên môn, kịch bản tiền đạo người Pháp gia nhập Man United của ngoại hạng Anh là điều rất khó có thể xảy ra. Theo LL Keep, việc Mbappe rời câu lạc bộ Paris Saint-Germain là gần như chắc chắn nhất là sau khi đội bóng nước Pháp dừng bước ở bán kết Cúp C1. Fichajes đưa tin, Man United từng đưa ra đề xuất tài chính hấp dẫn để cố gắng thuyết phục Mbappe tham gia dự án mà Erik Ten Hag đang củng cố. Cụ thể, nhà Glazer đồng ý chi khoảng 120 triệu euro thanh toán cố định, cộng thêm các điều khoản trả sau, nâng tổng giá trị lên tới 165 triệu euro cho ngôi sao người Pháp. Đây sẽ là khoản chi kỷ lục trong lịch sử của MU cũng như bóng đá Anh. Trước đó, Paul Pogba, 105 triệu euro hay 89 triệu bảng, đắt giá nhất ở Old Trafford, trong khi Enzo Fernandez, 121 triệu euro, giữ kỷ lục xứ sở sương mù. Tuy vậy, theo nhận định của giới chuyên môn, kịch bản tiền đạo người Pháp gia nhập Man United của ngoại hạng Anh là điều rất khó có thể xảy ra. Theo báo chí châu Âu, Kylian Mbappe sẽ chuyển đến Tây Ban Nha chơi bóng cho Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain vào cuối mùa này. Việc Kylian Mbappe gia nhập đội chủ sân Santiago Bernabeu khiến quỹ tiền lương của Real Madrid cũng sẽ tăng lên nhanh chóng, song cũng khiến cho hàng công của đội bóng này trở nên siêu chất lượng, đủ sức chinh phục các giải đấu trong năm tới. Mason Mount tiếp tục báo tin xấu cho Man United. Tin dữ đến với Man United khi tiền vệ Mason Mount dính chấn thương và sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng gặp Arsenal vào cuối tuần này. Đây là một tổn thất lớn cho huấn luyện viên Erik Ten Hag, người đang cố gắng vực dậy Quỷ Đỏ sau quãng thời gian bết bát cũng như cạnh tranh cho vị trí top 6 Premier League. Mount mới trở lại sau chấn thương và chỉ vừa thi đấu một trận cho Man United. Mason Mount dính chấn thương mới và sẽ không thể ra sân. Thật không may cho cậu ấy, Mount từng là một cầu thủ khỏe mạnh. Bạn có thể thấy trong 4 mùa giải ở Chelsea, cậu ấy rất ít khi dính chấn thương. Ten Hag chia sẻ.
Mao gia nhập Man United từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái với giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh liên tục gặp chấn thương ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo quỷ đỏ, qua đó chưa thể để lại nhiều dấu ấn. Tính đến nay, Mao mới đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chấn thương của Mao càng khiến cho Man United thiếu hụt lực lượng ở hàng tiền vệ. Quỷ đỏ đã và đang đối mặt với nhiều ca chấn thương ở mùa giải này, bao gồm Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof, Willy Caballero, Thilo Malacia. Trong bối cảnh Luxor cũng gặp trục trặc trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu lâu hơn dự kiến, Man United sẽ cần phải có những phương án thay thế phù hợp để có thể có được kết quả tốt trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Ba câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út muốn có Casemiro. Theo Team Talk, có 3 câu lạc bộ ở Saudi Pro League đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Casemiro từ MU. Cụ thể, 3 câu lạc bộ đó là Al Nassr, Al Ahly và Al Hilal. Tin tốt cho MU là 3 câu lạc bộ này đều rất hào phóng, họ có thể đáp ứng nhu cầu tài chính của đối tác và trả thù lao cao cho cựu ngôi sao Real Madrid. So với Al Ahly và Al Hilal thì Al Nassr có chút lợi thế hơn bởi họ đang sở hữu người bạn thân của Casemiro trước đây là siêu sao Cristiano Ronaldo. Nếu bán Casemiro, MU không chỉ giảm bớt quỹ lương mà còn có thể thu về một khoản tiền để tái đầu tư. Hiện tại, Casemiro đang hưởng mức thù lao lên tới 350.000 bảng mỗi tuần. Nếu như Casemiro xuất sắc như còn ở Real Madrid hay chí ít là như mùa trước, ban lãnh đạo MU có thể cân nhắc. Nhưng với phong độ đi xuống của Casemiro mà anh lại nhận lương quá cao là điều mà Sir Jim Ratcliffe không muốn thấy. Như mới đây, Casemiro là một trong những người có màn trình diễn tệ nhất trước Crystal Palace. Khả năng tranh chấp của Casemiro bị đặt một dấu hỏi lớn khi anh để đối thủ qua người tới 8 lần trong 90 phút. Đây là cầu thủ Man United bị qua người nhiều nhất trong một trận đấu ở mùa giải này. Bên cạnh đó, anh còn góp công giúp Palace ghi được 2 bàn vào lưới Andre Onana. Nói về màn trình diễn tệ hại vừa qua của Casemiro, cựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng: "Tôi đã nói ở hiệp 1 rằng Ten Hag phải thay Casemiro ra sân. Tôi biết Ten Hag chỉ có những cầu thủ trẻ trên ghế dự bị, nhưng Casemiro phải thực sự nghiêm túc nghĩ bản thân không còn là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Cậu ấy chỉ còn thi đấu 3 trận ở đẳng cấp cao nhất với 2 trận còn lại tại Premier League và trận chung kết FA Cup ở mùa giải này. Casemiro phải nghĩ đến việc đến Ả Rập Xê Út hay MLS. Tôi cực kỳ nghiêm túc về việc đó. Rõ ràng, Casemiro đã già đi và mọi người xung quanh cần phải nhắc nhở cậu ấy nên dừng lại."